em Nhung. Năm mới đã tới rồi, chúc mọi người là có một năm thiệt là trọn vẹn nha. Thì hôm nay clip của em Nhung sẽ mang đến cho mình hai em xe với động cơ là 125cc nha. Rồi, đó là em xe Airblade 125 và em Vario 125 đều đến từ nhà Honda nha. Nhưng Airblade thì nó sẽ là chính hãng Honda Việt Nam, còn Vario thì sẽ nhập khẩu từ Indo nguyên chiếc nha cả nhà ơi. Ở đây thì em Nhung đang để hai em màu đều màu xanh kế bên nhau để mà mang lại cho mình một cái nhìn về hai dòng xe này cùng một màu nha. Về zin thì màu xanh thì sẽ là màu xanh bóng nha cả nhà. Còn Vario thì sẽ là xanh nhám như thế này. Xanh nhám thì sẽ đi với tem giấy màu có màu vàng đồng ở đây. Còn AB thì sẽ có tem nổi màu bạc nha. Dạ, rồi. Rồi em sẽ tổng quan về hình dáng cũng như là về cấu tạo bên trong của xe một xíu cho khách hàng mình có thể theo dõi nha. Thì đối với Vario 125, về chìa khóa thì nó sẽ có hai dòng cho mình chọn, đó là khóa chìa và khóa thông minh ha. Nhưng mà khóa chìa thì sẽ có màu đen bóng và màu đỏ bóng nha cả nhà ơi. Còn về Airblade 125 thì hãng nó bỏ khóa chìa luôn rồi, thì đều là khóa thông minh cho mình. Rồi, em mở cốp một xíu ha. Hiện tại là em Nhung đang mở cốp nè. Cái ưu điểm của thằng AB 125 là mình sẽ đổ xăng ở đằng trước cái chỗ ba ga nha. Thì bên trong cái cốp này sẽ khá là rộng luôn. Và nó sẽ có hộp sạc ở đây cho mình. Vario 125 2023 cải tiến hơn ha. Có hộp sạc rồi nhưng mà nó nằm ở phía đằng trước. Đằng trước ở đây, một cái hộp rất là hay, rất là đẹp ha. Mình có thể ấn và mở ra. Đây là cốp của mình ha. Bình xăng nằm ở đây nên nó sẽ bị chiếm diện tích cái chỗ này rồi. Nhưng mà Vario thì nó sẽ phù hợp với chị em phụ nữ hơn là AB. Lý do là em thấy ở đây cái phần chỗ để chân này nó trống, thì chị em phụ nữ của mình mặc đầm mặc váy mình có thể thoải mái hơn. Còn khi mà Airblade thì mặc đầm mặc váy nó hơi có bất tiện cho mình đó chị ơi. Thì thường là mấy anh con trai sẽ chọn cái AB này nhá. Thì về hai dòng xe này em Nhung đang cảm thấy là nó đều mang lại sự sporty cho khách hàng, sự sang trọng nhất định. Nhưng mà em có lẽ là Vario này sẽ nhỉnh hơn một xíu, đó là tại nó sẽ trẻ trung hơn cho mình ha. Về màu sắc màu zin thì Honda Indo họ ra cái em Vario này tới 5 màu zin lận, còn AB của mình thì chỉ có 3 màu thôi. Nhưng mà theo em Nhung thì mình cứ lựa theo sở thích của mình đi. Tại vì hai dòng xe này đang có giá cả là hầu như là gần xem với nhau. Thì em Nhung sẽ tiến tới phần trả góp luôn ha. Thì đối với hai dòng xe này hiện tại là bên em đang hỗ trợ cho mình là trả trước cũng chỉ có 5 triệu thôi. Xe nào cũng 5 triệu nha. Dạ, với một căn cước công dân mình sẽ lên hồ sơ dùm cho em Nhung là 20 phút thôi. Mình lên hồ sơ như vậy thì sẽ không có phải chứng minh thu nhập nè, không thẩm định nơi ở và nơi làm việc luôn, nên là rất là thuận tiện cho mình. Dạ, về độ tuổi trả góp thì mình chỉ cần đủ 18 và sẽ hỗ trợ mình đến 60 tuổi, và thời gian góp là mình lên tới 36 tháng luôn, đó là 3 năm đó cả nhà. Nên là mình hãy yên tâm nhắn tin riêng cho em Nhung ha. Mọi đối tượng em Nhung đều có thể hỗ trợ được hết cho cả nhà ơi. Dạ, rồi hình như là em Nhung quên cập nhật về giá đúng không? Rồi, giá cho mình ha. Thì em xe hiện tại là hai em xe này đang có giá khởi điểm chỉ có 40 triệu thôi cả nhà ơi. 40 triệu. Đối với khóa chìa ha, em nói là đang đối với khóa thông minh, còn nếu mà đối với khóa chìa là chỉ có 38 thôi cả nhà ơi. Và cái giá này thì nó đang quá là hời. Và khi mà liên hệ ngay cho em Nhung thì sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu đồng nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em Nhung. Mong là em Nhung sẽ mang lại rất là nhiều điều bổ ích trong video này cho mình ha. Và cảm ơn mọi người.